Ok, xin chào các bạn đến với kênh StTivi. Hôm nay mình sẽ làm một hộp trò chơi ảo thuật đâm xuyên người với một con người mẫu, một thân hình rất là đẹp. Nhưng mình sẽ đâm 6 con dao nha. Không biết cô ta sẽ ra sao. Giờ đâm con dao thứ nhất này nha. Nè, đâm nè, đâm nè. Chà, chà, vô rồi đó. Một cây. Giờ tới cây thứ hai này nha. Thì đây là một màn ảo thuật mà các bạn hay xem trên TV á. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm và giải mã nó luôn nha. Tại sao người ta đâm vô mà không sao. Giờ các bạn xem nha. Đó, giờ thứ ba rồi đó. Giờ thứ tư nè. Dạ. Các bạn chú ý theo dõi nha. Nếu thấy hay thì các bạn hãy đăng ký kênh mình nha, ủng hộ mình nha các bạn. Đó, giờ thứ năm, giờ tới giờ thứ sáu à, đâm trên đầu nè, không biết cô ta sẽ ra sao đây. Thật là hồi hộp đúng không, không biết sẽ như thế nào. Đó, tất cả đều xuyên qua nha các bạn. Đó, sáu con dao đều xuyên qua hết. Con mẫu khi nằm bên trong á, giờ nó không biết kết quả nó sẽ như thế nào đây. Thật là hồi hộp. Các bạn xem nè. Các bạn chú ý kỹ nha. Rồi giờ sẽ rút dao nha. Rất là hồi hộp. Rồi cô ta sẽ ra sao đây. Ba là ba là ba là không sẽ kết quả nào. Rồi cô ta vẫn yên nguyên, không sao hết, không bị gì hết. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nha. Thank you.
Rồi ok, cuối cùng người mẫu mình vẽ xong nha, tô xong rồi. Vẽ không được đẹp cho lắm. Cái này các bạn bạn nào có hình thì cắt dán vô luôn cho nó nhanh nha. Này mình không có nên mình phải vẽ thôi. Rồi mình giờ mình bắt đầu vô màn ảo thuật luôn nha các bạn. Các bạn đón xem nha. Rồi giờ mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao nha. Đó, đây là vị trí giao đầu tiên của bạn sỏ nha. Các bạn nhớ nha, đây là vị trí giao đầu tiên đó. Rồi chúng ta xem nha. Đó, thì chúng ta sỏ vô nè, hình nó sẽ nghiêng lại nha các bạn. Đó, nó sẽ xuất hiện 5 vị trí giao còn lại nha. Đó, các bạn xem kỹ nha. Khi chúng ta rút dao lên, hình nó sẽ nghiêng lại nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh của mình nha. Nhớ bấm chuông nha mọi người để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào các bạn.